Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em test net của sàn BrowSwap để mình săn airdrop retro asset trên nền tảng của Sialytics 2 nha tất cả anh em. Một nền tảng khá là hot luôn. Thì để săn được airdrop thì tất cả anh em cần copy phần link mô tả dưới video của mình. Anh em download về một cái ví, đó là ví Lab Clomod Wallet nha tất cả anh em. Em dán vào trình duyệt Chrome nè. Em nó lộn anh em dán vào trình duyệt wiki browser của anh em nha. Sau đó anh em thêm vào trình duyệt anh em, sau đó anh em mở ra nè, Lab Clomod Wallet nè. Khi vào anh em có thể tạo ví hoặc là bắt up ví từ ví Kepler của tất cả anh em nha anh em. Thì anh em dùng 12 chữ cụm từ khu phục anh em bắt up ví, hoặc là anh em nào chưa có ví thì anh em có thể tạo ví nha. Rồi sau khi anh em đã có ví Lab Clomod Wallet, anh em nhấn ba anh cùng nè. Anh em chọn là phần network nha anh em. Anh em chọn là testnet nè. Rồi sau đó anh em nhấp vào một trên đây nè. Trên cái dòng hình sao sáo nè, anh em chọn cho mình là mạng Sialytics 2 nè. Này testnet nè. Rồi anh em vào đây anh em forget nè. Rồi anh em đưa captcha tới anh em, vô lòng nhập vào ấy, anh em sẽ nhận được những cái đồng say để anh em test nha tới anh em. Vì mình đã có say anh em không có forget. Rồi sau khi anh em đã có forget xong xuôi, anh em có thể nhấp vào hai link forget tiếp theo anh em. Anh em forget con UDC nè. Anh em bấm vào connect địa chỉ lab của anh em nha. Rồi anh em nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Anh em bấm vào request, anh em nhận được 300 UDC để anh em đi test nha anh em. Rồi sau khi anh em có UDC xong, anh em copy phần link test, đó là sàn của nó đó anh em nhấp vào link sàn BrowSwap, anh em connect nha anh em, connect Glab Clomod Wallet cho anh em này. Sao mà mạng yếu vậy ta? Ok, trên trình duyệt của Wiki Browser nó không cho anh em connect, anh em có thể tích hợp với Lab Clomod vào trình duyệt wiki của Miset của các anh em nha anh em. Mình connect với trình duyệt Miset. Thì tích hợp ví cũng tương tự như là tích hợp như trình duyệt wiki browser thôi anh em. Thì máy này khá là đơn giản. Rồi, anh em bấm vô Enter app, bấm connect nè. Lab Wallet nè. Ok, anh em connect được đó nè. Rồi, vào đây thì mình chỉ swap thôi. Rồi mình sẽ swap UDC qua con say nè. Swap con UDC đâu. Đồng UDC. Đây nè. Mình có 300 nè. Dưới đây thì mình chọn đồng say nè. Đâu ta, sao nó hiện cái mắt của ai. Say nè. Rồi thì mình sẽ swap là 50% thôi nha nè. Là 1 phần 2 đấy. Rồi anh em bấm vào swap nè. Anh em bấm vào approve cái này. Mình sẽ tốn là 0.03 phí ra là say nè. Ok. Rồi cái gì cái phần này thì anh em swap qua lại tầm cái khoảng 3 đến 5 lần nha anh em. Rồi anh em vào bull nè. Resume activity. Sorry. Sao mà cái mạng nó giật quá. Mình chuyển trong web cho máy tính như thế này. Ok, nó kêu ask activity là con say với con room ha. Thì mình sẽ swap lại nè. Rồi, mình sẽ swap con say qua con room nè. Đây thì mình sẽ swap là số lượng bao nhiêu data. 50% thôi tất cả. Sorry anh em, mình đã chuyển qua trong web máy tính. Mình đã thấy được cái bool là USDC và con say nữa. Anh em nhấp vào bộ bool nữa thế này. Rồi anh em có thể add liquidity ở chỗ này nè. Bấm vào add liquidity nè. Rồi đây thì mình sẽ chọn là max add liquidity thế này. Như là 50-50 đó. Rồi anh em bấm vào add liquidity nè.
Rồi anh em mở địa chỉ giấy ra, tất cả anh em upload cái này nè. Ok. Hiện ra chữ H supply là cho xanh là thành công rồi anh em. Rồi, sau khi anh em đợi khoảng 10 25 phút gì đó, anh em vào phần status thì anh em có làm quá không? Sorry anh em, cái phần status này mình qua phần mình status nè. Status cái đồng xây để mình claim token room nè. Mình sẽ status là 1 thứ kia. Rồi, anh em bấm vào status nè. Approve. Rồi, sau mình đã nhận được, mình sẽ tách tốc cạc xe, mình sẽ nhận được tốc cạc room thế này. Rồi, qua phần bull này thì mình sẽ coi mình có nhận được bull gì chưa. Activity. Cái phần activity này anh em có thể vô đây anh em remote, anh em nhấp vào phần đây nữa ta. Rồi anh em có thể bấm vào remote ta. Mình có thể remote 25% hoặc là 50% hoặc là max anh ta nè. Rồi bấm vào cancel trở lại. Rồi chủ yếu anh em vào đây swap tầm có khoảng 3 đến 5 lệnh ta nè. Rồi start bull này những tất này mình test hết rồi. Và ok, vậy video của mình đã hướng dẫn cho tất cả anh em internet của sàn BrowSwap đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các anh em, hẹn tất cả anh em vào những video internet tiếp theo từ mình nha.